trắng cái nè. Kiếm được một con cá rô bự cả nhà ơi. Đây một con cá rô mài luôn cả nhà, rất là to. Đầm Miền Tây xin chào cô chú anh chị các bạn và các em đang xem kênh Đầm Miền Tây. Hôm nay anh ba đi dọn ruộng để xả đó cả nhà. Em đi theo để bắt cá kiếm mấy con cá vàng cả nhà. Xin chào. Rồi mình đi ra ngoài này nếu mình kiếm bắt cá. Giờ em lỡ cái xuống cái đường nước thì để kiếm mấy con cá bắt cả nhà ơi. Để mà mò thử nó có cá không. Dính được một con cá chê cả nhà. Mới được một con cá chuối đâu nè cả nhà. Ốc rất là nhiều luôn cả nhà. Bắt ốc luôn. Dính được một con cá rô cả nhà ơi. Được một con cá rô mày. Đang chuối dưới đây nè. Quá wow, một con cá rô bự nè cả nhà. Hãy lên trên đây mới được. Nãy mò đụng con cá kia nó chuối nó mất tiêu luôn, quay trở lại thì cũng gặp nữa. Cá rô bự cả nhà ơi. Đây một con cá rô mài luôn cả nhà, rất là to. Dính được một con cá nữa cả nhà ơi. Thank you.
nói đụng ngược không tá cả nhà ơi. Dính được một con cá rô nữa cả nhà ơi. Cá rô này hơi bé nha cả nhà. Lên chỗ anh ba cái anh dẹp nước có cá cả nhà. Thank you.
hai con ốc bô quá trời to luôn. Dính được một con cá sặc nhỏ cả nhà ơi, một con ốc luôn cả nhà. Ở đây ốc rất là nhiều mà ốc nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Mà nãy giờ không được con cá nào nữa. Cả nhà ơi, hôm nay em đi bắt cá ngoài ruộng á cả nhà. Anh Ba khai đường nước dọn xả cả nhà. Giờ bắt được cũng được một mớ cá, được mấy con cá rô với hai con cá chê nhỏ cả nhà, cá chê trắng. Giờ cũng chưa cả nhà, giờ cũng đói bụng rồi, giờ em đi vô em xin kết thúc video. Cả nhà thấy clip này hay nhớ cho đằng tay xin một like và một lượt chia sẻ đăng ký kênh. Ai có chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nghe cả nhà. Giờ em xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha, bye bye. Yeah, đi vô.